Lộ chuyện lăng nhăng tình ái, Quang Hải tự đá đổ nồi cơm của mình. Sáng ngày 23 tháng 6, Facebook của Quang Hải đã bị hack. Kẻ xấu công khai nhiều thông tin cá nhân của quả bóng bạc Việt Nam 2019. Hacker tiết lộ rất nhiều đoạn chat chứng minh Quang Hải quan hệ tình ái với nhiều người đẹp. Ngay sau khi vụ việc nổ ra, Quang Hải lập tức nhờ cơ quan an ninh bảo vệ mình, đồng thời truy tìm thủ phạm. Vụ trang cá nhân của Quang Hải bị hack và tố lăng nhăng tình ái hiện là chủ đề hot của cộng đồng mạng. Rất nhiều người được cho là fan của Quang Hải đang triển khai một chiến dịch rầm rộ bảo vệ thần tượng. Việc làm này khiến nhiều người không đồng tình. Không ít cổ động viên phê bình gay gắt Quang Hải vì lối sống thiếu chuẩn mực của cầu thủ này. Đồng thời cảnh báo anh sẽ đối mặt với tương lai ảm đạm, bị các nhà tài trợ quay lưng. Quang Hải tự đá đổ nồi cơm của mình, mất hết hợp đồng quảng cáo thôi, cổ động viên Trần Phong nhận xét. Bốn chữ cho Quang Hải, lắm tài nhiều tật, thế thôi, người hâm mộ Lê Văn Dương đánh giá. Sai lầm nào cũng phải trả giá, có trả giá mới trưởng thành và rút ra được bài học. Đừng bao bọc quá sinh hư, Hoàng Hữu Dương phản đối việc fan của Quang Hải bảo vệ ngôi sao này. Bad boy như này mà nhiều người còn bênh vực, chịu thật, cổ động viên Phương Quyên bình luận. Trước mà Hồng Quân cũng như Quang Hải thì bị chửi lên chửi xuống, còn Quang Hải thì được bênh vực, không thể hiểu nổi. Tôi tên Kiệt viết. Đúng là có tiền thì sinh tật, Mi Huynh đánh giá về Quang Hải. Có tài mà không có đức thì cũng như không, tài năng không che giấu được phẩm chất của con người. Công nhận anh đá bóng hay, nhưng bóng đá không giúp anh thành người tốt được, cổ động viên Đặng Thị Hồng Nhung nhận xét đáng lòng về Quang Hải.